Chào các bạn, hôm nay Kim Ly chia sẻ món kim chi nha. Kim chi món của Hàn Quốc á. Ở đây là cải thảo, cải kim chi đó. Cái này là 900 g, gần 2 pound nha. Kim Ly rửa sạch rồi. Mình cần sẽ có muối biển, nước mắm ha. Rồi cái này là bột nếp. Kim Ly có 3 muỗng canh đường. Mình cần bột ớt nè, red pepper powder, bột ớt á, mà cái loại mịn ha, để cho nó có màu với nó cay cay. Mình sẽ có 2 cup nước ha. Rồi ở đây là 250 g củ cải trắng mà của Đại Hàn đó. Nó ngọt, nó không có giống như củ cải của Việt Nam mình nha. Đây là một củ cà rốt, Kim Ly cắt sợi, này cắt sợi. Và 4-5 tép hành. Hành lá mình đã cắt khúc nha. Rồi ở đây Kim Ly có 6 tép tỏi, một nhánh hành gừng nhỏ. Mình làm cái này trước đi, cho nó thấm á. Giờ Kim Ly sẽ cho muối vô đây nha. Mình làm cho nó xèo xuống chút xíu á các bạn. Kimberly sẽ cho hai muỗng canh muối vô đây ha. Đó. Các bạn gãy đều nó lên gì rồi các bạn trộn nó lên. Đây, 2 muỗng canh muối. Lượng muối không cần quá chính xác đâu, tại vì chút xíu mình sẽ rửa nó lại, mình chỉ cần cho nó hơi xèo xèo xuống thôi. Các bạn trộn đều lên, các bạn để nửa tiếng cho Kimberly. Sau khi nửa tiếng mình sẽ đem đi xả nước cho nó hết mặn nha các bạn. Trộn nó lên. Các bạn trộn đều nha, rồi các bạn để qua bên chờ cho nó sệt xuống. Thì trong thời gian đó mình sẽ làm cái nước cho nó sạch nè. Đây là 2 cup nước. Các bạn cho vào đây 1/4 cup hoặc là 3 muỗng canh. Để mình tạo cái đậu sạch nha các bạn. Đó, mình quậy lên nha. Các bạn cho đường vô luôn. Đây là 3 muỗng canh đường. Mình sẽ qua bên kia mình khuấy, mình lấy hồ nữa đó các bạn. Việt Nam mình kêu là khuấy hồ đó, cho nó đặc lại. Đây mình khuấy đều nha, rồi qua bên kia mình khuấy hộp. Các bạn mở lửa lớn lên, các bạn khuấy đến khi nào mà cái bột nó đặc lại mà nó trong lên á là được nha các bạn. Đây các bạn xem nè, khi mình khuấy có 3 phút thôi là nó đã đặc lại rồi nè. À, khi nó đặc lại rồi các bạn cứ để cho nó sôi thêm chút xíu nữa nha, cho nó trong thịt trong lại là được nha. Nó sần sọt như vậy đây ha. Này Kim Ly nghĩ khuấy chừng 5 phút là nó chín rồi. Nó đặc rồi từ lúc mình khuấy đó. Rất là nhanh luôn. Nếu mà các bạn khuấy lửa lớn lớn, lửa lớn đó. Đây đó. Rồi nó đầy mà nó trong rồi nè, thì các bạn tắt lửa, các bạn để cho thật nguội nha. Trong khi mình đợi cái nước hồ đó, nó cái nước nếp mình nãy đó cho nó nguội đó, thì mình làm cái này nha. Mình xay cái này ra để mình trộn vô trong đó, trộn trong cái nước hồ nãy đó. Tỏi ha, cắt sao mình bỏ nó vô đập dập dập vậy thì nó dễ xay, nó dễ nhuyễn hơn đó các bạn. Đây bạn bỏ vô, bạn
cho nước mắm vô đây cho Kimberly. Bạn cho 3 muỗng canh nha. 2 3 muỗng canh nước mắm. Mình sẽ xay nhuyễn nó ra nha các bạn. Có thể on. Kimberly thích cái máy này lắm, cái Magic Bullet á, xài nó gọn lắm các bạn. Nó nhanh nữa. Kimberly dùng máy này xay cà phê nè, xay những thứ nhỏ nhỏ như xay tỏi, xay hành, xay sả rồi đó. Đó các bạn thấy không? Nó nhuyễn nhừ luôn rồi nè. Đó, vậy là được rồi. Giờ mình sẽ đợi cái kia nguội rồi mình rửa cải. Giờ mình đi rửa cải nha, mình xả cái cải này cho đến khi nào mà nó hết mặn đó nha các bạn. Giờ các bạn thấy nó hơi xèo xèo xuống không? Đó. Nó hơi xèo xuống là được rồi, mình cũng không có cần nó quá xèo tại Kimberly thích ăn nó giòn á. Mình làm cái này mình có thể ăn liền được đó các bạn. Nếu mà các bạn thích ăn chua thì các bạn đợi 1-2 ngày sau nó chua. Rồi cái cải này Kimberly rửa 4 nước nha. 4 nước xong Kimberly vắt nó. Vắt cho nó ráo nước ha. Cái này nó đã nguội rồi nè. Cái nước hồ nó nguội rồi thì Kimberly cho cái này vô nha. Cái này là gừng với tỏi nãy mình mới xay với nước mắm đó các bạn. Giờ mình cho bột ớt vô nha các bạn. Bột ớt này á, các bạn để trong tủ đá đó, xài xong rồi các bạn để trong tủ đá đó để cho nó giữ cái màu, nó không thôi nó bị để lâu đó, nó bị đổi cái màu. Giờ Kimberly cho bột ớt vô. Cái này tùy theo các bạn ăn cay hay là không cay nha. Tại vì trong này cái ớt này nó cũng cay á, thì tùy mình thôi. Kimberly sẽ cho 2 muỗng canh vô đây nha. Hai muỗng canh đầy đó. Các bạn nhớ coi nếm thử, tại vì mỗi gia đình cái khẩu vị cay khác nhau. Cái màu nó đẹp quá. Nó có hai loại ớt để mình lựa chọn. Một là cái loại ớt bột này, hai là cái loại nó là flake á, là nó miếng miếng á, nó sắc miếng miếng á. Để Kimberly nếm thử coi, coi nó cay cỡ nào. Đối với Kim là nó không có cay. Mà hình như cái ớt màu này cũng không có cay á các bạn ơi. Không có cay, Kimberly cho thêm một muỗng nữa cho cái màu nó đẹp. Nếu mà các bạn muốn cay thêm, các bạn cho ớt flake vô, tức là cái loại đó ớt đó nó cay đó. Để Kimberly coi nha, làm lại thử miếng nha, dùng ngón này. Kimberly sẽ cho bột ớt ớt flake vô. Đây cái ớt flake nó như vậy nè, nó miếng miếng vậy nè. Thì loại ớt này nó cay á nha. Để Kimberly cho thêm nửa muỗng này thôi cho nó đẹp. Chắc cái bột ớt này thì nó cay đó, nó cũng cay mà nó không có cay xé miệng đâu, nó cay vừa lắm. Kimberly cho thêm đó để cho nó đẹp thôi. Các bạn có hay để không có. Muốn ăn cay nhiều thì các bạn để cái loại ớt ớt miếng đó. Còn ăn cay ít thì để ớt bột đó là được rồi ha. Rồi bây giờ Kimberly sẽ cho cải nè vô trong cái thau. Mình sẽ cho mấy thứ này vô cái thau. Các bạn cho cái này vô đây nha. Wow.
cái màu nó đẹp quá à. Các bạn chọn nữa nha. Nó tạo cái độ kết dính nha, chứ không là nó ra nước đó, mà cái cải nó không có có nào. Giờ Kim Ly chọn cải vô thôi. Bạn trộn xong các bạn có thể ăn liền. Ăn liền thì nó không có chua. Các bạn muốn chua đó là các bạn trộn xong để nắp lại, để ở ngoài một ngày nha, một đêm nha. Rồi sau đó các bạn bỏ vô tủ lạnh, các bạn cắt để ăn dần. Cái này thường thường chừng 2 ngày là nó chua rồi. Rồi Kim Ly thử miếng nha. Nó không có cay. Kim Ly ăn cay. Để Kim Ly thử này. Vừa ăn lắm. Ngọt ngọt mặn mặn. Nhưng mà nó không có cay nha các bạn. Các bạn muốn cay thì các bạn bỏ cái ớt miếng nó nhiều vô. Tự ở nhà gái nó không có ăn cay. Kim Ly không dám chọn vô nhiều. Nhưng mà Kim Ly thì thích cay một chút. Thôi Kim Ly cho thêm ớt đi. Ăn món này là phải cay đó. Ok, Kim Ly cho thêm một muỗng ớt bột nữa nha. Này lên thì chắc cái màu nó rất là đẹp luôn. Đó. Đây, cái ớt bột này nó cay mà nó cái màu nó sậm, nhưng ớt kia cái màu nó nhạt nhạt. Nãy nó cũng có độ cay nhưng mà ít thôi. Kim ơi, muốn cay hơn chút nữa. Mình ăn thử miếng nha. Nè, các bạn cặp lại như vậy. Ngon quá. Vừa ăn lắm các bạn. Nó cay nhưng mà không có quá cay đâu nha. Thì tùy theo các bạn nha. Muốn ăn cay nhiều hay cay ít thì mình bỏ ớt thôi. Còn những cái thứ khác là nước mắm với đường với bột rồi đó là nó vừa lắm rồi. Đây, kim chi của Kim Ly đây. Các bạn làm thử theo công thức của Kim coi thích không nha. Ok, Kim Ly hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Bye bye, see you next time.